Rồi, bây giờ mình sẽ thực hành cái phần sử dụng cái landing công cụ landing bay. Công cụ landing bay để mình tạo cái website dạng landing bay. Thì website landing bay nó khác với cái website thường, website thường như thế nào? Ví dụ một website landing bay thì nó sẽ khác với website thường nha. Ví dụ là một website thường đi. Website thường là một website nó rất là nhiều nội dung trên đó. Rất là nhiều nội dung trên đó. Thì khi khách hàng truy cập vô website chính thì website chính đó rất là nhiều nội dung. Nội dung trên đó là tất cả những cái sản phẩm dịch vụ của công ty nó sẽ đưa lên website chính. Nhưng khi mà mình làm một website dạng landing page thì website đó chủ yếu để là đưa cho khách hàng vô để là đăng ký, hoặc là khách hàng mua sản phẩm, mua một sản phẩm hoặc còn mua đăng ký một sản phẩm dịch vụ trên đó, ngay trên trang đó luôn, chứ không có nhiều cái thông tin. Do đó chỉ tập trung một cái thông tin duy nhất là để mong muốn khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ mà mình đang bán, hoặc là đăng ký cái sản phẩm, hoặc là đăng ký tư vấn, hoặc là nói chung là để mà mình khai thác cái dữ liệu của khách hàng thông qua những cái chương trình chạy quảng cáo từ cái landing page. Thì đó là cái landing page nó được cái là nó dễ sử dụng và thiết kế rất là nhanh chóng. Mình sẽ đăng ký như thế nào? Mình lên đây có nút đăng ký miễn phí nè, bấm vô đăng ký. À. Đăng ký rồi sau đó mình sử dụng tài khoản Google để mình login đăng ký vô luôn. Google. Rồi sau đó là sử dụng tài khoản Google của mình để đăng ký. Ừ. Rồi ra đăng ký thành công ha. Đó. Rồi bảng giá của thằng này á, là mình sẽ có bảng giá là miễn phí ha. Với miễn phí nè là mình sẽ làm được những chức năng này. Một tên miền, thiết kế cơ bản ha. Ừ. Cái đó là một tên miền và sử dụng chức năng cái cơ bản ha. Rồi, có những cái gói startup nè, tròn gói nè. Ừ. Gói RO thì 229.000 một tháng, gói Pensinum thì 410 một tháng. Có những cái chức năng gì sao, đó mình tham khảo thêm. Đó. Rồi, sau khi đăng ký, đó là cái phần mà đăng ký tài khoản Latipay ha. Và tiếp theo mình sẽ sử dụng những mẫu có sẵn của landing page để mình tạo cái landing page mới. Tạo landing page, nút tạo landing page đây ha. Bấm vô. Sử dụng cái giao diện mẫu. Rồi trong đây có rất là nhiều mẫu đây. Mình muốn chọn những mẫu nào, ví dụ game hay là yoga, game cũng có ha. Những cái mẫu nào mà nó có chữ phi mới xài được. Những mẫu nào mà không có chữ phi á là mình phải đăng ký tài khoản RO. Hoặc là những gói tài khoản khác mới xài được nha. Bất động sản nè. Đó, ví dụ vậy. Thiết bị điện tử cũng có, ví dụ vậy. Rồi bây giờ tôi sẽ lấy một cái mẫu spa nha. Spa làm đẹp nha, mình cho spa đẹp nha. Rồi, đây. Dù sức khỏe làm đẹp nha. Mình không sử dụng luôn mà xem trước. Ví dụ xem trước thấy ok thì xem trước đây, mình xem trước mình thấy ok đẹp thì mình phù hợp á thì mình sử dụng nó. Còn nếu mình xem trước mình thấy không phù hợp thì mình đổi qua. Thì đây nó do mình set trên hai cái giao diện là trên máy tính và trên thiết bị như mobile hoặc là máy tính bảng ha. Đây mình set.
Nè. Ở đây mẫu này. Mẫu này. Đây. Thì nó có một cái mẫu sẵn như vậy thì mình có thể chuẩn bị nội dung của sản phẩm mình bỏ vô ha. Đó. Cũng đơn giản. Bây giờ mình sẽ chọn một mẫu ha, tôi chọn cái mẫu mẫu này sử dụng, bấm sử dụng nó, nhập tên. Tên là bạn đây tôi chọn là 301 chẳng hạn. Rồi, tạo. Đó. Rồi. Rồi đây, bây giờ mình sẽ sửa đắp đôi chuột ở đây nè để mình thay ảnh nè. Không. Mình đổi ảnh, up ảnh lên, bỏ lên. Đổi ảnh, ảnh này. Rồi, tiêu đề ảnh này. Chỉ cần mình muốn sửa chỗ nào, bóc đôi chuột vô. Bóc chuột vô mình sửa đây. Xóa mình viết lại cái nội dung của mình là ít gì đó. Chỉ viết lại ngang đây. Đó. Rồi. Ví dụ vậy ha. Ví dụ mình xài mẫu này rồi ha, mẫu này rồi. Ví dụ mẫu này mình thấy dùng muốn đổi mẫu khác đi. Mẫu này đi. Mẫu này mình muốn đổi mẫu khác. Mẫu này thấy không thích đây. Muốn đổi mẫu khác thì làm sao? Ví dụ như là mẫu này mình làm ok rồi, mình chỉnh sửa ok xong rồi mình xuất bản nha. Đây xuất bản nè. Xuất bản có mục xem trước để mình xem trước mà xuất bản, bấm xuất bản. Xuất bản rồi tiếp tục có mình mới nó sẽ cho mình một cái link. Cái link này chính là cái đường dẫn để mình chạy quảng cáo ha, là mình đưa cái đường link này để mình public, mình share ra để mình có thể thu nhập những thông tin khách hàng nha. Hoặc là tên miền riêng, nếu mà muốn chạy tên miền riêng thì mình ở đây mình nhập tên miền riêng vô đây. Đó, đây mình chạy tên miền riêng. Đó. Đó là cách mình đăng ký cái Latibay. Rồi lấy mẫu có sẵn của Latibay vô. Rồi sau đó mình mới dùng cái mẫu có sẵn này để mình làm thành cái nội dung của mình. Rồi sau xuất ra ngoài. Xuất bản ở đây. Ở đây mình không có tên miền riêng cho nên mình sẽ sử dụng cái tên miền của Latibay để mình làm thôi. Đây là nút gọn cũng được. Copy nè. Rồi mình đây, đây chính là trang, cái trang Latibay mình vừa mới làm xong. Đây. Để có một cái barem có Latibay hết. Đầu tiên là thông đầu tiên á là mình sẽ có một cái session là intro là thông tin của sản phẩm ha. Đó, rồi tiếp theo á là mô tả chi tiết về sản phẩm, rồi lợi ích của việc sử dụng của sản phẩm này, những cái lợi ích gì đó ra, rồi những cái khách hàng nói về cái sản phẩm này. Đó. Rồi ý kiến của chuyên gia nói về cái sản phẩm này. Đó, cách sử dụng sản phẩm này như thế nào, rồi liên hệ để mà tư vấn cái sản phẩm. Ở đây mình có thể là để số điện thoại mình đây nha, người ta để khách hàng bấm vô rồi hoặc là nhập email thông tin gì đó để lấy để mà có thể tư vấn để
để lấy thông tin để giảm giá. Thì khi khách hàng đưa vô cái Ladybay này, khách hàng nhập thông những cái thông tin này thì mình sẽ có được thông tin ha. Để sử dụng cái Ladybay. Đó là cái cách để mình sử dụng Ladybay nha.